An để phản đối việc các đơn thư cùng các yêu cầu của ông ta không được giải quyết. Vậy thực hư của sự việc này là như thế nào? Nhóm phóng viên của Truyền hình Công an đã có mặt tại trại giam số 5 để tìm hiểu về vụ việc này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Buồng giam số 11, trại giam số 5, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, nơi đang giam giữ phạm nhân Cù Huy Hà Vũ, phạm tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã bị kết án từ 2 năm trước. Theo quy định, mỗi phạm nhân chỉ có trung bình 2m² diện tích giam giữ và chế độ tối thiểu 2 phạm nhân mới được một quạt. Tuy nhiên, khu vực giam giữ phạm nhân Cù Huy Hà Vũ giống như một căn hộ thu nhỏ gần 40m² với đầy đủ tiện nghi cần thiết, phòng ngủ, sân chơi, bếp ăn, buồng vệ sinh. Vậy mà, phạm nhân Cù Huy Hà Vũ đã viết nhiều đơn thư tố cáo cán bộ trại giam số 5 không thực hiện các yêu cầu hợp pháp và chính đáng của ông ta, đồng thời đang có hành vi xâm phạm đến thân thể và tính mạng của ông. Song thực tế, những gì mà người bạn tù cùng buồng của Vũ 2 năm qua, phạm nhân Nguyễn Đình Dặm chứng kiến lại không phải như vậy. Thế trong cuộc sống này thì có thấy anh Vũ kêu ca gì không nhỉ? Không, nói chung là trong sinh hoạt cuộc sống này thì không có điều gì anh Vũ kêu ca. Vì tất cả mọi cái sinh hoạt đều thoải mái. Vì được tạo điều kiện để đun nấu, để ăn uống, bếp dầu, cán bộ cho tạo điều kiện cho mua dầu và bếp dầu, đun nấu. Và đồ thức ăn khô thì gia đình mang gửi vào thì chúng tôi chế biến, có cá khô, tôm. Thế nước nuôi thì kia? Nước nuôi thoải mái, nước đã bắt có vòi vào và đồ ấy để tắm rửa thì thoải mái, không bao giờ thiếu nước. Tức là cơm trại là cũng cơm trại cũng thoải mái, không bao giờ ăn hết. Thì thực hiện theo đúng quy định của luật hình sự thì nhà ra đối với phạm nhân Vũ giam trong buồng giam và chỉ được cấp phát đúng tiêu chuẩn theo quy định, nhưng do sức khỏe của anh và cái điều kiện tạo điều kiện cái tạo thì ban giám thị cô cho anh Vũ vấn đề là ăn theo tiêu chuẩn. Theo đúng quy định là một tháng là ăn gấp không quá 3 vấn đề ngày được tiêu chuẩn được cấp. Thứ hai là tạo điều kiện cho Vũ trong việc đun nấu và kiểm soát các loại giam để tạo điều kiện cho Vũ có sức khỏe để cải tạo. Về trong nhà vệ sinh thì do cái anh Vũ rất nặng, như vậy là thương anh là anh khoảng 90 cân. Cho nên cái điều kiện đi lại trong khuôn viên đó thì giám thị cũng đồng ý tạo điều kiện cho anh ấy là bắt làm một cái hố xịt bẹt để tạo cái vệ sinh. Thế xong khi thực hiện những chế độ đó nhân đạo đối với Vũ thì quá trình vấn đề quạt hỏng lần thứ 3 thì ban giám thị có tạo điều kiện để thay quạt mới, tạo điều kiện cho vấn đề là anh ấy trong quá trình sử dụng trong sinh hoạt. Thì bản thân lúc khi được mình cấp 3 lần như thế, bản thân anh Vũ và chính Nguyễn Thị Dương Hà là vợ anh Vũ đã có những thái độ là mình cấp quạt giường, mặc dù là cái sự nhân đạo của ban giám thị rất quan tâm đến anh. Thay là hồ sơ bẹt thì chúng ban giám thị trại cũng đã mua từ ngoài vào lắp lại theo đúng vấn đề cái hàng hóa được mua ngoài, thì anh Vũ chê là hố xí như vậy cũ, hố xí bẩn. Những cái việc đó anh toàn bộ việc là anh phản bác là cái việc sự quan tâm cái nhân đạo của Đảng nhà nước và đặc biệt là sự thực thi nhiệm vụ mà giao chúng tôi tạo điều kiện. Tại lá đơn tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2012, Cù Huy Hà Vũ tố cáo cán bộ trại giam cố ý giết ông ta. Lý do ông ta đưa ra là việc cán bộ trại giam mở cửa buồng giam theo quy định vào buổi sáng mỗi ngày. Nội dung ông nêu, cửa buồng giam chỉ cách bệ tôi nằm 30cm, nên việc cán bộ trại giam mở toang cửa buồng giam vào buổi sáng, tất gây gió lùa thẳng vào người tôi và do đó có thể làm tôi chết, nhất là trong khi tôi bị bệnh tim, cao huyết áp và trời đã trở lạnh. Vũ dẫn tiếp, căn cứ điểm A khoản 1 điều 168, thẩm quyền thời hạn và thủ tục giải quyết tố cáo, tôi yêu cầu giám thị giải quyết tố cáo cán bộ trại giam Lê Văn Chiến đã cố ý giết tôi như trên đã nói và áp dụng biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn hành vi giết người này của cán bộ Chiến. Theo tôi là đây là anh Vũ nằm trong này là cũng là khuất, mà cửa thực ra là nguyên tắc thì của trực trại là sớm mai phải điểm danh điểm diện, người ta phải mở cửa buồng. Thì anh Vũ cũng có kiến nghị, tôi cũng vào giải thích về vấn đề tôi chăm sóc sức khỏe cho phạm nhân, thì tôi cũng giải thích với anh Vũ là cái này cũng có gì không có gì nguy hiểm cả, nhưng mà đây là do anh là cũng cố chấp. Song những ngày gần đây xuất hiện liên tiếp các đơn thư, tâm thư trên các trang mạng xã hội và đài báo nước ngoài cho rằng Vũ đang tuyệt thực đến ngày thứ 20.
bị đe dọa về tính mạng và sức khỏe, đồng thời nêu ra các yêu cầu phi lý đối với Bộ Công an Việt Nam. Song khi quan sát này, thì ai dám khẳng định rằng ông Vũ đang bị đe dọa tính mạng và sức khỏe, nếu không muốn nói rằng ông còn khỏe mạnh hơn cả người bình thường. Bình thường không ăn, uống không uống chết luôn. Đùa. Thật là có không ăn. Không ăn không uống. Không uống. Mẹ lúc vừa vào đây xong, uống như hôm trước, làm việc với chú Vân Sáu. Tôi bảo, cho tôi nước uống. Thế xong đây là, gì nhỉ? Vân, Bùi Duy Vân đây, ra phải hành khách. Thế thì tôi gọi tù lấy nước cho anh uống. Bảo mẹ láo, hôm nay ban giám thị mời tôi ra để mà giải quyết đơn tố cáo, ban giám thị phải mời. Thế là sau cái Sáu mình lại ra bảo vào mang ấm chè mới pha các thứ, tất cả tôi cùng mọi tất cả tôi ban giám thị đấy uống cùng ấm luôn. Cái hiện tượng theo tôi nghĩ là trước ngày tiếp anh vẫn được phát hiện viện chống đối, tức là giám thị trại giam, lãnh đạo giám thị trại giam đã giải quyết cái đơn thư tố cáo của Huỳnh Vũ, nhưng Huỳnh Vũ vẫn không đồng ý và vẫn tiếp tục. Vâng, không đi vào nội dung đây, anh lại còn viết và một số kỹ anh trong đơn đó, trong đó hiện được cái hành vi chú là chống đối cản trở trong quá trình chấp hành án. Với những chứng cứ rõ ràng mà An ninh TV ghi nhận trên đây, có thể khẳng định rõ ràng rằng các thông tin về Cù Huy Hà Vũ được đăng tải trên trang mạng là hoàn toàn sai sự thật. Thực tế, đây là những âm mưu luận điệu vu cáo xuyên tạc chính sách giáo dục và cải tạo phạm nhân của Đảng, Nhà nước ta nhằm kích động các hoạt động chống phá chế độ của các thế lực thù địch. 120 giây, mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những chương trình của INTV.